Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng gồm Phó chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh, Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an Trần Đình Chung đã tiếp xúc cử tri quận Ngũ Hành Sơn. Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị các vấn đề nóng như tình trạng bất cập tại chung cư cao cấp Mường Thanh, nhất là việc hiện nay nhiều cư dân không được cấp sổ đỏ, dẫn đến việc cư dân không được đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, ảnh hưởng đến quyền lợi của cư dân, tình trạng quản lý hành chính còn lỏng lẻo ở các khu dân cư thấp tầng tại phường Hòa Hải, xem xét nâng mức phụ cấp đối với người có công, đẩy nhanh tiến độ đầu tư nâng cấp khu di tích căn cứ cách mạng K20, giải quyết triệt để tình trạng bò thả rông, phóng uế bừa bãi gây mất vệ sinh môi trường tại phường Hòa Hải và Hòa Quý. Cái việc giám sát thực hiện luật này ở Đà Nẵng, đặc biệt ở phường Hòa Hải là đang còn rất lỏng lẻo. Một loạt các dự án được thay đổi, điều chỉnh quy hoạch. Tuy nhiên, cư dân sống ở đấy không bất cứ ai được hỏi ý kiến. Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Nguyễn Duy Minh đã đánh giá những ý kiến đóng góp của cử tri rất thẳng thắn, chân thành và bám sát với tình hình thực tế hiện nay. Liên quan về vấn đề phụ cấp người có công, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ nghiên cứu và kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền để nâng mức trợ cấp nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống cho người có công. Liên quan đến chung cư cao cấp Mường Thanh, đoàn đại biểu sẽ chuyển đơn kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền của thành phố để trả lời những nội dung kiến nghị với tinh thần trách nhiệm cao nhất.